trong cái gió lồng lộng này, đột nhiên tôi bị buồn ngủ á. Hôm nay gì vậy? Bộ tính nhảy cầu vậy? Xong gì tự nhiên kéo nhau ra đây vậy? Ví dụ hôm nay xuống đây có cần mặc đồ bơi không? Trong cái thời tiết này mình làm một bài thơ đi chị Thường ha. Ê, ê, ôi, có cá gì ghê luôn kìa. Cái gì kìa? Cái gì vậy thầy trò Thường Tăng? Đi đợi đi. Theo có 3 người vậy, cái đoàn thầy trò Thường Tăng có tới 5 người lớn mà. Thiếu xe tăng luôn mẹ ơi. Các bạn. Rồi thiếu rồi, thiếu xe tăng luôn. Sư phụ. Sư phụ, có gái. Gái phụ. Ai da, ai da. Hồ không, ta đọc thần chú bây giờ. Để mình xuống đón ta đi. Đi. Lên. Trời ơi, đói. Rồi, xong. Ôi, chưa bắt giới sao ôm đói vậy? Yêu quái. Yêu quái. Em nghe nói gì? Yêu quái. Đó là Hằng Nga. Ờ, chào sư phụ. Sư phụ nói gì nghe chơi à? Chào chí chữ. Chào chí chữ. Sư phụ mặc cái áo trong giống anh Hòa rapper quá hả? Áo. Trời, sao tình yêu quen quá mà nhớ ra con ta. Ê, người ta nói á, những cái nhân vật này ở trong chuyện á, toàn là rất là thần thông quảng đại. Ai nấy cũng đều có tài rất là nhiều. Giống như là Đề Thiên Đại Thánh. Quơ quá trong mặt quá cơ. Thì có khả năng là biến hóa 72 phép thuật. Rồi, vậy thì diễn đi. Là người ta làm được cái gì ta? Đề Thiên 72 phép thần thông biến hóa. Thử thách đi, thử thách đi. Welcome lên bờ. Nhảy múa gì đó, chăm. Trời ơi, sao không? Đề Thiên này quen quá ta. Góc nhượng kìa. Giống anh Hồ Diệt Trung. Đó, chị định nói luôn. Chị múa quá nè. À. Cái đầu, cái ngương nghi ngửa cái mặt này là chính hắn. Nhưng mà múa này chứ. Hơi nhộng á cho nên là. Hơi nhộng. Hồ Diệt Trung cái đầu vàng vàng này. À, cũng múa được lắm. Nói chung. Ủa, thử thách cái gì? Có thử thách gì không? Múa đi. Múa vậy là ok rồi. Thấy nhảy lên bờ mà rớt cái đực là biết. 72 phép thần thông biến hóa. Rồi, dạ anh mình đứng bằng bên. Anh xong. Rồi bây giờ. Đây. Bắt giới đi. Bác giới. Sư phụ là phải cuối cùng. Bác giới thì rất là đào hoa, rất là mê gái. Nè bác giới. Bác giới hãy thể hiện khả năng tán tỉnh phụ nữ của mình bằng cách nói bung ra một lời tán tỉnh cho cô Lăng Kinh được không nè? Ra đi cưng. Đây. Dạ. Trời cái miệng kìa. Thằng Nga. À. Đẹp lắm. Trời ơi. Nào bữa quá vậy. Thằng Nga à, có khó khăn gì không? Cứ nói với thiếp, cứ nói với chàng đi. À, thằng này bựa quá. Nhà ngươi mà còn tán tỉnh ta nữa là coi chừng là lại bị phạt xuống trần gian. Không sao, ta bắt ngươi về động. Trời ơi, tôi biết đây ai rồi đó. Xin xài vậy. Trời đất ơi, như vậy là bên kia hai con người hai diễn viên rồi đó. Vị ngày hôm nay rồi. Rồi. Vậy thì còn Đường Tăng. Đường Tăng là một người rất là am hiểu về kinh Phật. Liệu rằng Đường Tăng có thể đọc cho ta một bài chú? Giỏi lắm con. Rồi Đường Tăng, bây giờ sẽ cho Đường Tăng một câu lẹo lưỡi, Đường Tăng phải đọc được 10 lần. Nè. Nói năng nên luyện luôn luôn. Lời nói luôn luôn lát luyện luôn lúc này. Lẽ nào đau núng luôn đây. Lời nói luôn lát lại hay nói lắm. Nói năng nên luyện luôn luôn. Lời nói luôn lát luyện luôn lúc này. Lẽ nào đau núng luôn đây. Lời nói luôn lát lại hay nói lắm. Đứng lệ lên lầu lê lê lê. Đụng lại leo lên đây. Mệt á, mệt con mệt. Đúng rồi, đẳng cấp. Đúng rồi, đẳng cấp. Cái lưỡi bây giờ chắc chảy máu nhiều lắm rồi. Cái lưỡi chậm rồi. Đi về đi, tôi biết hết rồi. Rồi, về về về. Đi về con ơi. Thầy trò đi thỉnh kinh à. Đúng như vậy. Đề Thiên, kinh đâu cơ? Dạ, kinh nước đen đi. Mới rồi hả? Mới rồi. Kinh đâu cơ? Hãy hô biến một cái nhổ lông ra để hô biến như nào. Nhổ lông lánh á. Thầu lao. Vậy thì sở trường của con là gì? Múa gậy. Múa gậy. Có gậy múa cột không? À. Vô cột dựng cái cột lên múa con. Trời ơi. Hay đó Tề Điên. Múa gậy. Hay lắm Tề Điên. Múa gậy hả? Múa gậy. Múa
Vâng, con thủ quả đại sư huynh được. Ôi da, ta lấy cây gì nó quýnh ta. Ta phải đọc thần chú mới được. Đọc thần chú đi sư phụ. Đọc 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 đi sư phụ. Cái dầu kim cô là anh đeo vậy. Lộn kinh. Bây giờ hai người nào tao cũng biết hết, mình muốn đón ai? Em ai cũng biết luôn. Thì ai thì cũng biết thôi, đó. Bên đây Ngộ Không đó chính là ca sĩ, diễn viên anh Hồ Việt Trung. Còn bên đây là anh Quách Ngọc Tiên. Đúng không? À, bạch thầy. Có chuyện gì vậy con? À, con hứa thầy. Thầy mà, thầy hứa cái. Gia đình họ hứa hả thầy? Tập bậy, sai lắm. Hay vậy thầy họ tầm hả thầy? Thầy đi thỉnh kinh. Con có kinh không cho thầy thỉnh? Chưa có kinh. Thầy vậy thì chốt ra là ai mà thầy đi thỉnh kinh đã đạt được cái tầng nào rồi thầy? Không biết, thầy riêng nó cứ dắt ra tới kinh nước đen không à. Thỉnh kinh mà. Dạ. Hôm nay trời sáng thầy ha. Dạ. Dạ mô Phật thầy. Con đang nhìn gì thầy? Dạ con đang nhìn thầy, họ hứa, thầy hứa hoài thầy không có làm. Thầy nhớ thầy hứa gì với con? Thầy hứa đóng quay MV cho con mà thầy chưa có làm. Thầy ơi. Có chuyện gì nữa vậy? Dạ xin trân trọng giới thiệu, thầy họ hứa tên là Đạt, dạ Hứa Minh Đạt. Thôi được rồi, nãy giờ bạn cô này cũng nóng quá, ta phải lộ diện thôi. Ây da. Trời ơi. Ây da. Chị Cát Tường đã đoán đúng. Vậy thì em bị gì? Dạ. Em bị gì? Em bị gì? Em bị lực quá nãy giờ. Đúng hay phải bị phạt gì? Nãy giờ đang phạt em rồi đó. Cộng chị một vòng từ đây đến tầm bậy rồi, nãy giờ bạn cô này là muốn phạt em rồi. Trời nắng nóng nực bắt làm được căng. Sự xuất hiện của Tương Ngộ Không. Trời ơi, hay quá. Sao cái bên hông của em nó dễ nhận ra quá vậy Trung? Hông quá được. Cái giao diện dễ nhìn quá à. Anh ơi, em có góp ý là tập 3 hơi bị chưng hửng nha. Em không chịu đâu nha. Rồi, kính mời chị Bắc Giới. Ok. Wow. Mình làm ơi, làm quen nhau đi nào. Trời ơi, cái gì vậy? Cậu ở đây. Ủa vậy sao thấy được ta? Lúc nào vậy? Lúc nào thấy vậy? Trời dạ. Thấy đâu riêng mở miệng ra là đáng. Cái giọng anh lộn quá hả? Đáng ra cái hông dễ nhận. Nhưng mà mọi người, hai anh em Trinh có từng đóng vai yêu nhau á? Có không? Nay còn yêu không? Hôn nhau rồi. Hôn nhau rồi luôn á. Có bộ phận nào vậy? Nè em hôn đi em. Mình vẫn thắng hả? Không, cứ thắng nhưng cứ leo một chân mà. Làm sao nhưng mà cái mặt mình có sao không à? Cho miếng bánh được không? Chứ không ăn được dưa leo. Cặp em thì cặp thì đứa khác. Rồi. Đâu có. Rồi chưa khoan mấy từ từ. Thôi. Dán đủ xuống. Từ từ đi. Bỏ lên dưới đi, từ dưới đi. Rồi rồi. Rớt rồi thua đúng không? Cái cơ mặt này chứ. Rớt rồi thua đúng không? Trời đất ơi ông nè. Biết sao không? Rồi lại. Tại vì biết sao không? Nó có trang điểm nó dính luôn à. Từ từ thôi, từ từ anh Đạt. Từ từ. Đi. Thôi không? Thiệt trội như leo khó quá. Nó bị hít á. Khó lắm. Nhiêu cái chán nha Trinh. Quá thề ghê rồi. Đó, từ từ. Trời ơi. Là lưỡi ra. Nó bị chọt cái lưỡi, cái mũi cao quá. Khó lắm. Lớn chưa, lớn chưa? Qua tỷ xấu quá mẹ. Không, sắp được rồi, trên sắp mặt được rồi. Mặt nhăn quá à. Bị động kinh nữa. Ai nhập rồi vậy? Em ăn tỏi không Vinh? Người, tiếng, đá. Rớt chút quầy. Người, nào phải lè lưỡi chứ. Bốn. Bốn. Anh yêu bao công. Nhìn được khác luôn. Đó, đó đi từ
tượng hết trơn. Rồi, đổi cặp. Lên. Qua đây nè, qua đây vậy vậy. Ủa, đang ngồi ghi nhà tắm không hả? Ừ, được á chị. Ước gì tân kè trong đội mình anh Đạt à? Ước gì tân kè. À, em có cá rồi. Tôi ghi ra tập rồi, ai chơi thế? Thôi khó, dính cứ ngắt cơ. Vậy thôi. Hết vô quá à. Rồi nó tuồn xuống đây rồi sao lại? Con tiên lộng kinh kìa. Thằng này nó bỏ được mũi, nó không bỏ được nhám. Thằng già quá. Có bỏ lên chán không? Bỏ rồi. Lên bá sô. Đang ăn ngay chán rồi nha. Chết nhờ, ăn thêm nữa. Theo đi Tiên ơi. Đi. Tiên ngay nè. Ông bỏ ngay cái chán. Thiệt á, ông ba ngay cái chính giữa. Vô! Vô rồi! Vô! Vô nữa rồi, vô rồi! Vô! Vô nữa rồi! Vô nữa rồi! Ây! Thôi nó thành đúng rồi, nó hay quá. Trời em hay quá, chị ngưỡng mộ em hết cưng. Hay quá trời ơi. Bây giờ em biết được thêm tài năng của anh Tiên rồi. Tiên, tao lo cái gì bị lỗi với nhà nha. Ủa là được nhiêu điểm? Một điểm. Nếu mà lên đâu thì vậy mà được tới 3 điểm luôn á hả? Đây gác lại 2 điểm luôn hả? Là nãy giờ là 4-3 là bây giờ, ấy à, 4-3 bây giờ là 6-4. Sao 4-3 là 6-4. Ủa sao nãy 4-3 vậy chị? Mình ăn mà nó 1. Không thôi ăn tới 3 nữa mà tại chị thua cái này. À đó là trầm 4-3.